Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng của truyền hình Công an nhân dân. Thưa quý vị, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành đột kích kiểm tra quán 3 A Plus ở số 78 Yên Phụ, đường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội. Qua đó phát hiện 15 người dương tính với ma túy. Cụ thể, khoảng 1 giờ sáng ngày 2 tháng 6, lực lượng công an đã tiến hành đột kích vào quán A+. Tại thời điểm kiểm tra, trong quán đang có 229 người, gồm 173 khách và 56 nhân viên. Sau quá trình phân loại, lực lượng chức năng xác định 15 đối tượng dương tính với ma túy, gồm 9 khách và 6 nhân viên. Ngoài ra còn phát hiện thu giữ một số bình khí không rõ nguồn gốc xuất xứ. Các đối tượng dương tính với ma túy đều khai nhận sử dụng ma túy từ trước sau đó mới vào quán. Hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục đấu tranh, củng cố tài liệu để xử lý các đối tượng có liên quan. Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Xuyên, trú tại huyện Mang Thít về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, do làm ăn không hiệu quả dẫn đến việc vay nợ nhiều người và không có khả năng chi trả, bị cáo Xuyên đã nói với những người cho vay tiền là cần vay để cho người khác vay đáo hạn ngân hàng, nhưng thực tế là Xuyên dùng số tiền đó để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Với thủ đoạn như trên từ tháng 12 năm 2022 cho đến tháng 3 năm 2023, xuyên đã lừa đảo 4 người tổng cộng số tiền trên 2,3 tỷ đồng. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Xuyên 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời buộc bồi thường số tiền mà bị cáo đã chiếm đoạt của các bị hại trước đó. lợi dụng đêm tối điều khiển xe dọc các tuyến đường nông thôn để cướp giật tài sản. Hai đối tượng trú tại thành phố Bạc Liêu vừa bị công an huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu bắt giữ sau 2 ngày thực hiện hành vi phạm tội. Hai đối tượng bị bắt là Nguyễn Trí Vũ và Lâm Thái Từng cùng trú tại thành phố Bạc Liêu. Qua làm việc với cơ quan công an, Vũ và Từng khai nhận lợi dụng lúc nạn nhân mua xăng đã cướp giật sợi dây chuyền vàng 17K có trọng lượng 2 chỉ rồi tẩu thoát sau khi cướp được sợi dây chuyền đã đem đến một tiệm vàng trên địa bàn khóm 2, phường 3, thành phố Bạc Liêu để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Hiện vụ việc đang được công an huyện Hòa Bình tiếp tục điều tra xử lý. Vào chiều ngày hôm qua, công an huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên cho biết đơn vị vừa làm rõ trường hợp điều khiển xe ô tô 4 chỗ để 4 người ngồi trong cốp để hành lý. Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi cảnh một chiếc xe ô tô con màu xanh chở bốn người phụ nữ ngồi trong khoang hành lý di chuyển qua tuyến đường huyện thuộc thị trấn Hóa Thượng, huyện Đồng Hủy, tỉnh Thái Nguyên. Qua xác minh làm rõ, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Đồng Hỷ xác định người điều khiển xe ô tô là một người đàn ông sinh năm 1989, trú tại thành phố Thái Nguyên. Tại cơ quan công an, người đàn ông cho biết trong quá trình đi chơi, bốn cô gái trên đi bơi nên bị ướt quần áo. Do sợ làm ướt xe nên đã ngồi vào khoang hành lý để di chuyển về nhà. Căn cứ vào hành vi vi phạm, công an huyện Đồng Hỷ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển ô tô 4 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng. Cũng trong sáng ngày hôm qua, một vụ cháy rừng đã xảy ra ở núi Chóc Vung, thôn An Sơn 2, xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định ngay khi phát hiện ra vụ cháy thì lực lượng kiểm lâm, bộ đội, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và người dân đã tích cực tham gia dập lửa. Tuy nhiên cho đến dạng sáng nay mùng 4 tháng 6 đám cháy vẫn chưa được dập tắt. Vào tối ngày mùng 3 tháng 6 khoảng 300 cán bộ chiến sĩ thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động nam trung bộ được tăng cường đến hiện trường vụ cháy rừng để tham gia dập lửa. Tuy nhiên vì thời tiết khô hanh nóng diện tích rừng bị cháy lại là rừng bạch đàn dễ bắt lửa nên đám cháy bùng phát mạnh mẽ lực lượng chức năng căng sức để chữa cháy nhưng vẫn chưa khống chế được ngọn lửa được biết diện tích rừng bị cháy là rừng trồng của các hộ dân và một công ty trồng rừng trên địa bàn hiện vẫn chưa thể thống kê được diện tích rừng bị cháy